Chào anh, em tên là Tóc Kỳ. Anh biết Tóc Kỳ có nghĩa là gì không? Có nghĩa là thỏ đó. Anh còn rất thích chơi game ảnh mỹ nhân. Nhưng mà anh ơi, anh chơi dở ẹt à. Mãi mà không qua nổi level 55. Mà em á, em cực kỳ mê những anh nào mà chơi game giỏi á. Em chơi có giỏi không? Chỉ cho em chơi nha. Khi nào mà online để Phương thành chiến á, em sẽ gọi cho anh. Lúc đó thì đừng có trốn em nha. Trốn em đánh đòn á. Mà em chỉ đánh đầu không đánh thương đâu mà nha. Nhớ lắm.